Hello và xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Game Action. Thì hôm nay anh em đã thấy gì chưa? Đây là một bộ sưu tập 7 viên ngọc rồng mà mình vừa mới nhận được từ nhà sản xuất. Và bây giờ thì đó, một cái bộ sưu tập này rất là tuyệt vời. Và thì ở đây mình đã có rất nhiều thẻ. Nhiều thẻ mình đã sưu tập từ rất lâu rồi. Đó. Thì nghe nói đây bây giờ cũng là giữa tháng 12 rồi và cũng sắp tới cái thời gian kết thúc cái sự kiện. Thì anh em đã sưu tập được nhiều thẻ chưa? Thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết để anh em đã sưu tập được bao nhiêu thẻ nha. Chắc là cũng rất nhiều thẻ hiếm và cũng có nhiều anh em sưu tầm được những viên ngọc rồng 5 sao, 6 sao đúng không? Và đặc biệt thì hôm nay mình có nhận được một cái inbox là của một bạn. Bạn đã rất may mắn trúng được một thẻ 5 sao và được một cái giải thưởng, đó là thần vũ trụ, đường đua thần vũ trụ. Nhưng mà bạn ấy lại có một vấn đề vô cùng nan giải. Đó là khi mà bạn ấy có một viên, ví dụ đây là một viên 5 sao, thì bạn ấy lại mua rất nhiều xúc xích nhưng mà bạn ấy lại bị trùng rất là nhiều. Đó là những ví dụ những cái thẻ như thế này. Đó, đây là 6 con Yamcha mà bị trùng rất là nhiều. Thế nên là bạn ấy có inbox cho mình hỏi là: anh ơi, em đã trúng được 5 sao rồi nhưng mà em lại vô cùng xui khi em đã mở được toàn Yamcha như thế này hoặc là toàn Thiên Sinh Hăng, thì em không đủ điều kiện để tham gia và nhận cái giải thưởng đường đua thần vũ trụ. Vì đường đua thần vũ trụ phải có 20 thẻ khác nhau. Bây giờ em không có thẻ, em phải làm sao hả anh? Anh có thể gửi cho em một số được không? Thì mình cũng rất muốn giúp bạn đó. Mình vẫn muốn giúp, đó là gửi bằng cách gửi thẻ. Nhưng mà cái tất cả số thẻ ở đây. Đó, mình đã tặng hết tất cả code cho anh em qua tất cả các video từ đầu mùa cho đến bây giờ rồi. Từ đầu cái series này là mình đã tặng hết tất cả code cho anh em rồi. Đó, tất cả code. Còn đây là chỉ là những cái tấm thẻ mình giữ lại làm kỷ niệm, rất là đẹp. Kỷ niệm. Vì dù sao nó cũng mang một cái hình của bộ phim mà mình rất là yêu thích. Thế là mình sẽ giữ lại làm kỷ niệm và mình sẽ nhét đầy vào cái album này. Đó, để làm về sau thì mình sẽ chiêm ngưỡng lại xem mình đã sưu tập được những cái gì. Thì cái vấn đề của bạn cũng rất là dễ giải quyết. Và mình có một số lời khuyên như sau. Khi mà bạn đã sở hữu được rất nhiều thẻ trùng như thế này, có hai cách giải quyết là như sau. Khi mà ví dụ có 6 thẻ Yamcha, thì bạn có thể kiếm những người bạn để đổi lấy những cái thẻ này, lấy những cái thẻ khác. Ví dụ là mình sẽ đổi thẻ Yamcha để lấy một cái thẻ khác. Đó, thì bạn có một thẻ video thì bạn sẽ mang những cái tấm thẻ khác nhau này và những cái tấm thẻ khác để có thể đổi được những cái đường đua thần vũ trụ của bạn. Đó, rất là tuyệt vời. Còn một cách nữa, đó chính là khi mà chúng ta ở xung quanh chúng ta có rất nhiều bạn bè thân thiết, thì chúng ta có thể rủ những bạn bè thân thiết đó cùng nhau mua những sản phẩm của những sản phẩm mang nhiều thẻ. Đó là trong những sản phẩm này đều có thẻ, và hãy cùng nhau mua, rủ nhau mua thì sẽ thú vị và sẽ tăng cái khả năng trúng những thẻ khác nhau nhiều hơn. Đó. Và khi mà đây, ví dụ một bịch xúc xích lắc lắc này có 6 hộp và giá của nó là 10.000 một hộp, thì khoảng rủ khoảng 6 bạn thì mỗi bạn chỉ tốn 10.000 thôi và sẽ mở ra được những cái thẻ rất là tuyệt vời. Đây, mình sẽ mở thử cho các bạn xem, anh em xem luôn nha. Đó, đây. Đấy, ui dồi ôi. Mới mở và đã ra bư chứng minh huyền thoại rồi. Đó, ví dụ bạn nó mở được con này thì chúng ta sẽ góp vào cái bộ sưu tập chung của chúng ta để chúng ta có thể có 20 thẻ khác nhau và chúng ta có thể đổi được đường đua thần vũ trụ để chúng ta cùng chơi với nhau để tăng thêm niềm vui. Ok, vậy là mình sẽ dừng cái clip này tại đây. Thì chúc cái bạn inbox cho mình sẽ có được một đường đua thần vũ trụ sớm nhất trước khi thời hạn kết thúc. Và anh em đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh cũng như là comment ở ngay phía dưới những thẻ anh em đã có nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.